Việt. Thấy em gần sao? Có ngon không? Không biết em có bồ chưa ta? Mày thấy em hay nhìn tao lắm. Chắc là em thích tao rồi. Biết làm sao được, tao đẹp trai quá mà. Ngồi ăn chung nữa nha. Bảo mẹ sẽ ngồi với Bảo. Không hả? Ngon quá. À anh, chiều nay Thương ơi, em còn tổ chức sinh nhật cho bé Yến á. Anh tham gia cho vui nha. Thôi em cảm ơn em, anh bận rồi. Biết biết. Con nó rảnh không? Đi làm nhà trai cho mấy chứ. Dạ thôi, tối nay có việc rồi, anh đi chơi với Biển nha. Ồ vậy hả? Thì bữa nào rảnh này sắp xếp đi chơi mấy anh công ty nha. Dạ. Ờ, cảm ơn anh về trước. Không có em á, chị không biết phải làm sao cho đống đồ này luôn á. Dạ, không có gì đâu chị. Ồ, mà hình như em làm ở siêu thị Lotte đúng không? Chị hay mua đồ ở đó lắm á. Dạ, đúng rồi chị. Thôi, chị chào chị, em về trước, chị đi cẩn thận nha. Ồ, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, em chào chị. Xin chào toàn thể các bạn. Như các bạn cũng đã biết, Lotte Mart của chúng ta luôn cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cái trải nghiệm mua sắm cao nhất đối với khách hàng. Chính vì thế, ban quản lý đã tổ chức ra một điệu nhảy được mang tên là Lotte Max Say Thank You. Bài nhảy này chúng ta sẽ trình diễn và giống như là món quà đặc biệt chúng ta gửi đến quý khách hàng. Nghệ thuật sẽ giúp gắn kết tất cả các con người với nhau, cũng như khơi dậy những cái niềm khả năng tiềm ẩn của mỗi con người. Và đó cũng chính là thông điệp của Lotte Max của chúng ta muốn truyền tải đến quý khách hàng thông qua rất nhiều sự kiện của Lotte Max hiện nay đang thực hiện. Aimed at me. So bored by your delirium. Anh thích nhảy hả? Anh thích nhảy hả? Đúng đó, anh xin cho vui thôi. Anh, hôm bữa em thấy anh cột đồ cho chị Kiều á. Anh quen chị Kiều hả? À, anh thấy cái đó lây hay nên anh giúp thôi, chứ anh không có quen. Mày quá. Mày gì em? Đéo gì, anh ăn cơm đi. Thank you.
rồi, em nhắc thành viên mới vào tập nè. Ủa ai vậy? Đùa đùa, việc chơi lớn các bạn, cho tôi chết các bạn đó. Sẽ ổn thôi, anh làm tốt mà. Nhưng mà anh sợ mình làm không tốt. Không sao đâu anh. Hãy subscribe.